vị đang theo dõi điểm tin bất động sản cùng Rich Nguyễn. Sau đây là những nội dung đáng chú ý về lĩnh vực bất động sản trong tuần thứ tư của tháng 10 năm 2024. Fed mạnh tay cắt giảm lãi suất, Việt Nam tận dụng kỷ nguyên tiền rẻ. Theo các chuyên gia, việc Fed mạnh tay cắt giảm lãi suất tới 50 điểm cơ bản vào tháng trước đã tác động rất lớn đến các nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Ngân hàng nhà nước có thể duy trì lãi suất ở mức thấp, giúp giảm gánh nặng về chi phí lãi cho doanh nghiệp, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đồng thời nhận định các chỉ số kinh tế vĩ mô của Mỹ gần đây rất tốt, cho phép Fed có thêm các đợt cắt giảm lãi tiếp theo. Trước mắt, từ giờ cho tới cuối năm, Fed có thể giảm thêm từ 0,25 đến 0,5%. IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu nhưng lạc quan về lạm phát. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 và cảnh báo về những rủi ro ngày càng lớn gồm chiến tranh và chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Tuy vậy, các nhà kinh tế của IMF lạc quan hơn về lạm phát, cho rằng tốc độ lạm phát toàn cầu sẽ giảm mạnh xuống 4,3% vào năm tới từ mức 5,8% trong năm 2024. Ngân hàng dồn vốn cho kinh doanh cuối năm. Các ngân hàng thương mại đưa ra thị trường nhiều chương trình cho vay vốn với các mức ưu đãi khác nhau cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh chuẩn bị hàng hóa vào mùa cao điểm cuối năm. Nhìn chung, lãi suất cho vay ngắn hạn dao động từ 4,5 đến 6,5% một năm. Kỳ hạn ngắn, lãi suất chung dài hạn dưới 9% một năm. Hạn mức cho vay dựa trên giá trị tài sản đảm bảo hoặc mức độ ngân hàng kiểm soát dòng tiền. Thủ tướng phê bình nghiêm khắc 6 tỉnh thành chậm ban hành hướng dẫn luật đất đai. Thủ tướng phê bình nghiêm khắc 6 tỉnh thành bao gồm Hải Phòng, Lạng Sơn, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bến Tre, Sóc Trăng chậm ban hành hướng dẫn luật đất đai, yêu cầu các địa phương tập trung ban hành đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết trong luật đất đai và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật này, hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2024. Bất động sản nóng lại, môi giới ồ ạt trở lại thị trường. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, quý 3 năm 2024, thị trường bất động sản tiếp tục ghi nhận các kết quả tích cực và có nhiều tín hiệu khởi sắc. Theo đó, từ đầu năm 2023 đến hết quý 3 năm nay, có 5.565 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quay trở lại hoạt động với nhiều văn phòng môi giới mở mới hoặc mở cửa trở lại tại các khu vực có nguồn cung lớn. Hội ước tính khoảng 70% doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới và người môi giới có ý định gắn bó lâu dài với nghề đã quay lại hoạt động. Cung cầu bất động sản vẫn lệch pha rất lớn. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, sản phẩm nhà ở ngày càng kém đa dạng bởi tình trạng lệch pha nghiêm trọng. 9 tháng đầu năm, nguồn cung thị trường vẫn phân hóa mạnh với 70% là căn hộ chung cư, trong đó phân khúc cao cấp trên 50 triệu đồng một mét vuông và hạng sang hơn 80 triệu đồng một mét vuông chiếm áp đảo với 70%. Tình trạng nhà ở cao cấp, hạng sang chiếm sóng thị trường có xu hướng gia tăng từ đầu năm đến nay. Hà Đông chúng đấu giá cao nhất lên tới 262 triệu đồng một mét vuông. Vừa qua, quận Hà Đông, Hà Nội đã tổ chức đấu giá 27 thửa đất sau 14 tiếng, trải qua 14 vòng trả giá với trên 200 nhà đầu tư tham dự. Cuộc đấu giá đã kết thúc với lô trúng cao nhất lên hơn 262 triệu đồng một mét vuông, gấp 8 lần mức giá khởi điểm. Đây có thể coi là kỷ lục mới về giá chúng đấu giá tại một quận, huyện ở khu vực ngoại thành của Hà Nội. Giá chúng đấu giá thấp nhất cũng là gần 132,8 triệu đồng một mét vuông. Bảng giá đất mới chính thức của thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh so với dự thảo. Sau gần 3 tháng tiếp thu các ý kiến góp ý, giải trình và cân chỉnh cho phù hợp, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ban hành bảng giá đất điều chỉnh. Bảng giá đất này sẽ được áp dụng từ ngày 31 tháng 10 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Trong đó, giá đất cao nhất ở đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, quận 1 với 687 triệu 200 nghìn đồng một mét vuông, tăng hơn 4 lần so với bảng giá chưa sửa đổi. Như vậy, so với giá đất cũ thì giá đất mới tăng 120 triệu đồng một mét vuông, khoảng 21%. Giá này đã có điều chỉnh giảm so với bảng giá dự thảo trước đó. Bảng giá đất mới được đánh giá điều chỉnh sẽ bằng khoảng 50% giá thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội gia hạn sử dụng đất đối với các trường hợp hết thời hạn sử dụng để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã đề nghị các tổ chức, cá nhân đã hết hạn sử dụng đất hoặc thời gian sử dụng đất còn lại dưới 1 năm liên hệ với sở hoặc phòng tài nguyên và môi trường quận, huyện, thị xã nơi có đất để được xem xét gia hạn thời hạn sử dụng đất theo quy định. Sở cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất đã hoặc sắp hết thời hạn hoạt động để thực hiện thủ tục điều chỉnh hoặc gia hạn thời gian hoạt động theo quy định.
đề xuất cấm phân lô bán nền ở 5 huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về xác định các khu vực được chuyển nhượng phân lô bán nền có hạ tầng kỹ thuật tại dự án trên địa bàn. Dự kiến 5 huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh gồm Bình Chánh, Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi và Nhà Bè với 5 thị trấn và 58 xã sẽ không được phân lô bán nền mà phải đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nhà ở theo quy định. Dự án đường vành đai 3 đảm bảo giải ngân 4.900 tỷ đồng vào cuối năm nay. Dự án đường vành đai 3 hiện tại đã triển khai thi công toàn bộ 10 gói thầu xây lắp chính, sản lượng thực hiện 3.310 trên 16.578 tỷ đồng, đạt khoảng 20%. Hiện còn lại 3 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thành phố Thủ Đức và huyện Bình Chánh khẩn trương bàn giao mặt bằng ngay trong tháng 10, không được chậm trễ thêm nữa. Hai địa phương phải phấn đấu hết tháng 10 phải giải ngân được 1.500 tỷ đồng như đã cam kết giải ngân 4.900 tỷ đồng vào cuối năm nay. Đề xuất 19 chính sách đặc thù để làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Chính phủ đề xuất đầu tư 67,34 tỷ đô la Mỹ theo hình thức đầu tư công để làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đồng thời kiến nghị dự án được áp dụng 19 cơ chế, chính sách và giải pháp đặc thù áp dụng để triển khai. Trong đó có những cơ chế, chính sách và giải pháp đặc thù như về cơ cấu nguồn vốn cho dự án. Chính phủ đề xuất trong quá trình thực hiện dự án, Thủ tướng Chính phủ được quyết định sử dụng các nguồn trái phiếu chính phủ, vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, các nguồn vốn hợp pháp trong nước khác theo quy định của pháp luật. Chương trình Điểm tin bất động sản cùng Rich Nguyễn số này xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp và tham gia bình luận xin vui lòng để lại dưới comment. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của Rich Nguyễn. Ấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rich Nguyễn. Yeah.